Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Nhiều ngày qua, Lữ đoàn Không quân 918 Quân chủng Phòng không Không quân Bộ Quốc phòng đã tổ chức hàng chục chuyến bay bằng vận tải cơ C295 đưa các cán bộ chiến sĩ và thiết bị từ sân bay Gia Lâm Hà Nội đến Điện Biên để phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ vào ngày 7 tháng 5 tới. Đúng theo kế hoạch, từ 4 giờ 30 hôm 25 tháng 4, đội bay đã có mặt tại sân bay để kiểm tra, làm các thủ tục vận chuyển người, thiết bị bằng máy bay để đảm bảo an toàn. Các kỹ thuật viên soi đèn kiểm tra quanh thân máy bay. Cùng lúc, máy bay sẽ nạp điện và ghi lại các thông số sau khi kiểm tra kỹ thuật. Khoang máy bay được mở và hàng hóa được đưa lên từ tờ mờ sáng. Thông thường, nếu đi đường bộ mất khoảng 10 giờ, nhưng việc vận chuyển bằng máy bay chỉ mất khoảng 1 giờ. Máy bay Airbus C-295 là vận tải cơ chiến thuật tại động cơ được chế tạo tại nhà máy của Airbus tại Tây Ban Nha đang phục vụ trong quân đội của 30 quốc gia. Máy bay đạt tầm bay tối đa 4.600 km, có thể chở hơn 9 tấn hàng hóa các loại. Đây được coi là loại máy bay vận tải lớn và hiện đại nhất của Không quân Việt Nam. C-295 còn được mệnh danh là ngựa thồ khổng lồ. Trung tá Nguyễn Đắc Quang, phó phi đội trưởng phi đội 1 lữ đoàn Không quân 918 cho biết. Đây là lần đầu tiên C295 đến sân bay Điện Biên để làm nhiệm vụ đặc biệt. Khi nhận lệnh từ Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn 918 đã xây dựng kế hoạch huấn luyện bay để thực hiện nhiệm vụ. Chiếc vận tải C295 đáp xuống sân bay Điện Biên sau khoảng 1 giờ cất cánh trong tiết trời đẹp và quang mây. Tại đây, các bộ phận kỹ thuật mặt đất nhanh chóng hỗ trợ tổ bay chuyển trang thiết bị. Sau khi dỡ hàng hóa xuống sân bay Điện Biên, C295 tiếp tục đón các cán bộ chiến sĩ lên trước đó quay về đơn vị để tiếp tục làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ, lực lượng không quân gồm 12 trực thăng, 9 chính thức, 2 dự bị và 1 tìm kiếm cứu nạn sẽ bay biểu diễn qua khán đài sân vận động thành phố Điện Biên. Điểm nhấn lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ năm nay là sự tham gia của lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu pháo, 15 khẩu chính thức, 3 khẩu dự bị và 12 máy bay trực thăng, trong đó có 9 chính thức, 2 dự bị, một tìm kiếm cứu nạn của lực lượng không quân. Giàn pháo lễ tập kết tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được đánh số thứ tự với số lượng 15 khẩu. Loại pháo được sử dụng trong nghi thức là pháo có cỡ nòng 105mm. Thân pháo và lá chắn được trang trí với hình quốc kỳ Việt Nam. Lòng pháo được sơn quốc kỳ Việt Nam trên nền xanh thẫm. Kể từ hôm 23 tháng 4, Lữ đoàn Phó binh 45 tiến hành công tác luyện tập bắn pháo với tần suất 4 lần một ngày bằng liều mồi. Theo kế hoạch, ngày mùng 3 tháng 5 sẽ sơ duyệt chương trình, tổng duyệt vào ngày mùng 5 tháng 5. Mỗi khẩu đại bác có 3 chiến sĩ đảm nhiệm khẩu lệnh, giật nổ và tiếp đạn. Thời tiết tại Điện Biên những ngày này nắng nóng gay gắt, nhưng các chiến sĩ vẫn hàng say luyện tập, mọi động tác đều nhanh, mạnh, đúng, dứt khoát. Trong thời gian này, để phục vụ việc luyện tập, mỗi khẩu đại bác mang theo 4 vỏ đạn là loại lựu pháo 105 kiểu M101. Đạn được các chiến sĩ nạp thủ công sau mỗi lần bắn, các động tác diễn ra nhanh, dứt khoát. Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào ngày 7 tháng 5. 15 khẩu pháo 105mm sẽ bắn 21 loạt Đại Bác, mỗi loạt 3 viên trên nền quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghi lễ bắn 21 loạt Đại Bác chỉ được thực hiện khi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia đối với các nước có mối quan hệ đặc biệt đối với Việt Nam hoặc trong các ngày lễ trọng đại của đất nước. Sự xuất hiện của giàn Đại Bác đã thu hút sự quan tâm của người dân, du khách. Nhiều du khách hào hứng chụp ảnh lưu lại kỷ niệm với dàn Đại Bác. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả ba miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Những ngày tới, đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng những ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây. Với tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây, từ nay cho đến khoảng 30 tháng 4, Bắc Bộ sẽ nắng nóng gay gắt, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Bắc Bộ từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ 26 đến 30 tháng 4, nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt độ cao 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, trong 1 đến 2 ngày đầu tháng 5 năm 2024, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Ở Bắc Bộ, giai đoạn từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 5, khả năng xuất hiện mưa rào và rông trở lại. Ở miền Nam, gió Tây Nam có xu hướng xuất hiện gây mưa rông giai đoạn những ngày đầu tháng 5 năm 2024 ở miền Bắc, miền Nam cần đề phòng hiện tượng rông lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo xa hơn, từ nay cho đến tháng 6, trọng tâm là tháng 5, là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc Bộ, nên các hiện tượng rông mạnh kèm lốc, xét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều nhất trong năm. Ở vùng núi do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận rông lốc kèm, lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, trong đó có tên gọi phường xã mới sau sắp nhập. Cụ thể, quận Ba Đình gộp hai phường Nguyễn Trung Trực, Trúc Bạch thành Trúc Bạch. Quận Hai Bà Trưng gộp một phần cầu rèn và Bách Khoa thành Bách Khoa, một phần cầu rèn và Thanh Nhàn thành Thanh Nhàn, gộp Quỳnh Lôi, Bạch Mai thành Bạch Mai quận Đống Đa sáp nhập Khâm Thiên và Trung Phụng thành Khâm Thiên, gộp một phần ngã tư sở và Khương Thượng thành Khương Thượng, gộp một phần ngã tư sở và Thịnh Quang thành Thịnh Quang, một phần trung tự và Phương Liên sau sáp nhập có tên Phương Liên trung tự, gộp một phần trung tự và Kim Liên thành Kim Liên, gộp Quốc Tử Giám và Văn Miếu thành tên mới là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ở quận Long Biên, gộp một phần Sai Đồng và Phúc Đồng thành Phúc Đồng, gộp một phần Sai Đồng và Phúc Lợi thành Phúc Lợi. Quận Thanh Xuân gộp Thanh Xuân Nam và Thanh Xuân Bắc, đổi tên thành Thanh Xuân Bắc. Gộp hai phường Kim Giang và Hạ Đình thành Hạ Đình. Quận Hà Đông gộp ba phường Ít Kiêu, Nguyễn Trãi và Quang Trung, đổi tên thành phường Quang Trung. Riêng thị xã Sơn Tây gộp ba phường Lê Lợi, Quang Trung và Ngô Quyền, thành phường Ngô Quyền. Còn quận Cầu Giấy chỉ thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính và dân số tại một số phường để phù hợp quy định diện tích và dân số, nhưng vẫn giữ nguyên số lượng và tên gọi các phường cụ thể, điều chỉnh một phần Yên Hòa dịch vọng vào phường Quan Hoa, một phần Nghĩa Đô dịch vọng và dịch vọng hậu vào phường Nghĩa Tân. Ngoài ra, trong số 36 xã mới ở các huyện, có 11 xã sử dụng lại tên gọi cũ của một trong các xã sáp nhập. 20 xã được đặt tên theo cách ghép tên các xã sáp nhập. Ba xã có tên mới hoàn toàn là Thiên Đức, Hưng Đạo, Lam Sơn. Hà Nội cũng có 5 thị trấn được sắp xếp, trong đó một thị trấn có tên mới Thượng Phúc Cụ thể, xã Yên Viên nhập thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm thành thị trấn Yên Viên. Xã Phúc Hòa nhập thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ thành thị trấn Phúc Thọ. Xã Thạch Thán nhập thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai thành thị trấn Quốc Oai. Xã Kim An Kim Thư nhập thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai thành thị trấn Kim Bài. Xã Văn Bình Hà Hồi Nguyễn Trãi Văn Phú nhập thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín thành thị trấn Thượng Phúc. Hà Nội giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện sau sắp xếp là 30, gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã. Số xã phường thị trấn từ 579 sau sắp xếp còn 518, trong đó bao gồm 337 xã, 160 phường, 21 thị trấn. Giảm 61 đơn vị bao gồm 46 xã, 15 phường tại 20 quận, huyện, thị xã. Theo đó Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xin ý kiến thành ủy và trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trước ngày 15 tháng 5 để hoàn thành hồ sơ gửi Bộ Nội vụ và Ban chỉ đạo chính phủ trước ngày 31 tháng 5.